Người miệng của chúng con, để mỗi suy nghĩ của chúng con, một lời nói của chúng con đều đặt ý Chúa và chúng con trong thời gian này. Hallelujah, hallelujah. Một cánh tay của chúng con giơ lên, cao lên để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con giơ cánh tay của chúng con lên, chúng con nói rằng Ngài là đấng xứng đáng được tôn cao, Ngài là đấng xứng đáng được thờ phượng. Chúa ơi, Ngài tạo dựng cho chúng con như hình ảnh của Ngài, để chúng con tôn cao Chúa của chúng con, để chúng con tôn cao Chúa của chúng con. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa yêu mến của chúng con, xin Chúa làm sạch lòng của chúng con, xin Chúa làm sạch lòng với chúng con trong thời gian này, xin Chúa thanh tẩy tâm lòng của chúng con trong thời gian này. Còn điều gì chưa đẹp lòng Chúa của chúng con cầu nguyện để thần của Ngài, để thánh linh của Ngài thanh tẩy chúng con, Chúa ơi, thanh tẩy suy nghĩ của chúng con, thanh tẩy tâm lòng của chúng con chưa đúng đắn trước mặt Chúa thời gian này, để chúng con tập trung lên Ngài, để chúng con hết lòng vì Chúa và chúng con. Chúa Thánh ơi, hãy